sẽ review cho mọi người cái chuyến đi hay nói là cái chuyến đi Hino vẫn thật. Chỉ một vài giây nữa thôi. Trước mắt chúng ta là hình ảnh ban lãnh đạo đang cầm trên tay những chai rượu champagne. Vâng. Và các chị các bạn phía bên dưới hãy cùng Quang Hải đếm ngược để chúng ta cùng chờ đợi. Countdown, giây phút rượu champagne khỏi đếm luôn. Đổ rồi, bỏ tay các chị ơi.
Rất tuyệt vời, đúng là thắng lợi, thành không là không có chờ đợi, thắng lợi là không có chờ đợi, thời tới là cản không có kịp. Vâng, xin được cảm ơn. Và bây giờ, những giọt rượu mừng sẽ được rót vào những chiếc ly để tất cả chúng ta cùng nâng ly với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Tại bàn tiệc của mình, các chị cũng đừng quên những chiếc ly của các chị đâu rồi. Đã có thật đầy bia, đầy nước chưa ạ? Đầy chưa quý vị? Đầy rồi, sẵn sàng đứng lên nào. Tay cầm ly và chúng ta đứng lên tại bàn tiệc để cùng chính thức nâng ly với ban lãnh đạo trên sân khấu này. Nào, xin được mời tất cả quý vị, các chị và các bạn, chúng ta hãy cùng đứng lên tại bàn tiệc của mình. Đứng lên quý vị ơi, đứng lên quý vị ơi. Nào, xa xa đứng lên giùm em nha. Rồi, phía xa xa đứng lên chưa? Em đếm 1, 2, 3, các chị hô thật to và chúng ta cạn ly nào. 1, 2, 3, go! Rất tuyệt vời, xin được cảm ơn đại gia đình Thủy Đô Vĩnh Tiên. Trân trọng cảm ơn các chị trong ban lãnh đạo công ty rất nhiều. Một